Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, Chi cục Thủy sản Kiên Giang đã tiến hành trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cho 3 chủ tàu với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Theo đó, Chi cục Thủy sản Kiên Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Quốc Việt, chủ tàu cá KG95672TS, ngụ tại số 901A đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị và hành vi không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên với số tiền xử phạt hành chính 404 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị The, ngụ tại ấp 1 xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải với tổng số tiền 928 triệu 500 ngàn đồng với các hành vi vi phạm tàu cá KG90745TS do bà Bùi Thị The làm chủ khai thác thủy sản tại vùng biển Malaysia mà không có giấy phép hoặc không có giấy chấp thuận. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn. Viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định. Chủ tàu cá không mua bảo hiểm thuyền viên từ 3 đến dưới 5 thuyền viên làm việc trên tàu. Ngoài xử phạt hành chính, còn bị áp dụng hình thức xử phạt là tịch thu tàu cá số KG90745TS do bà Bùi Thị The làm chủ, theo quy định tại điểm B khoảng 4 điều 20, nghị định số 42/2019/NĐ-CP, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng 4 của ông Nguyễn Văn Có, theo quy định tại điểm C khoảng 4 điều 20, nghị định số 42 của Chính phủ. Tại Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng cũng trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lương Văn Trúc, chủ tàu cá KG95495TS, ngụ tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành. Theo đó, trong hoạt động đánh bắt đã tháo thiết bị giám sát hành trình mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị, không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền các hành vi 404 triệu đồng theo quy định tại điểm D khoảng 1 điều 20, nghị định số 42 và khoảng 4 điều 23 luật xử lý vi phạm hành chính.